Hello, kính chào quý vị thân yêu. Hôm nay Lý Phong đang có mặt ở nhà anh Bắc ở xóm 1, Hoa hậu Lý Nhân Hà Nam. Thì nhà anh có rất là nhiều cái cảnh đẹp, rất là chất lượng nên là Phong xin phép anh được vào quay review một số cái cảnh để quý vị thưởng thức nha. Rồi. Khuôn viên rất là rộng quý vị ạ, ngôi nhà rất đẹp luôn. Xung quanh là những cây xanh bonsai cũng có, rồi xanh lớn cũng có. Rất là nhiều tác phẩm hoành tráng quý vị ạ. Đây trước mặt quý vị đây là cây giáng long, cây long mẫu tử. Đây có cái tử cũng rất là đẹp. Chậu rất là hoành tráng luôn. Thực sự là anh rất là trải chuốt đến từng chi tiết quý vị ạ. Quý vị có thể thấy từng chi tiết rất là sắc nét. Chậu cũng rất là hầm hố, rộng, to, đồ sộ. Tán răm rất là ok. Hãy đi vòng vòng mà thì quý vị có thể thấy để trải nghiệm cảnh nha anh nha. Đây tiếp theo đây đây là cây sứ quý vị ạ, đấy, gốc sứ ấy. Tiếp tục một cây long mẫu tử nữa. Cây này cái bệ của nó thì Phong rất là ấn tượng, rất là ấn tượng luôn với cái bệ rất là già, rất là gầm gừ luôn, cực kỳ đẹp quý vị ạ, mốc rêu mốc hết rồi. Tác phẩm của anh rất là chất lượng, đánh giá rất rất cao những tác phẩm như này. Ở xung quanh là có những bên cạnh là có một số những bức tượng nhỏ Ronai rất rất đẹp. Tiếp theo nữa quý vị ạ, tiếp theo cực kỳ là bị choáng ngợp những cái cây như thế này, rất rất đẹp luôn. Đã hoàn thiện rồi quý vị ạ, những cây này đã chơi ok hết rồi. Cây nào cây đấy là những tác phẩm mà phải nói là cực kỳ khó kiếm. Những cái chậu Phong rất là ấn tượng, anh rất là chịu đầu tư những cái chậu rất là hầm hố đây. Quý vị có thể thấy những cái chậu Phong ấn tượng, Phong đã quay những cái chậu quý vị xem. Rồi, rất là lớn, kích cỡ cực kỳ là lớn luôn. Nhà anh có cái khuôn viên sân rất là rộng nên là anh hoàn toàn có thể chơi những cái chậu rất là to, rất đẳng cấp thế này. Đó, rất là to. Rồi tiếp theo Phong sẽ đi vào chi tiết cái cây vừa rồi, vừa giới thiệu với quý vị những cái chậu rất bị choáng ngợp, những cái chậu to. Đây quý vị có thể thấy cái phần là bệ rễ đây. Wow, xanh có quả hết rồi quý vị ạ. Wow, rất rất đẹp, phải nói vô cùng choáng ngợp. Ở xã Hòa Hậu Hà Nam có rất là nhiều những cái đặc sản quý vị ạ. Cây cảnh hồng không hạt, rồi chuối ngự, cá kho. Phải nói quê hương Hà Nam, ông thấy rất là tự hào về quê hương mình. Chứng kiến những cái tác phẩm như thế này nữa. Wow, rất là ngạc nhiên với cái bệ này quý vị ơi. Mốc meo hết rồi, bạc hết rồi. Cây này rất già này quý vị ạ. Đây mới có một trận mưa mà rễ nó đùn, nó lên rất là khỏe, dễ đùn. Phải nói những kiệt tác này giá trị không hề nhỏ một chút nào quý vị ạ. Để sở hữu được những tác phẩm như thế này không hề nhỏ một chút nào.
rất là bị choáng ngợp. Tiếp theo một cây nữa quý vị ạ, cây này Phong cũng rất là thích. Nói chung là nhà anh có những cây mà Phong rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng quý vị ạ, cực kỳ ấn tượng. Wow, xin cảm ơn ông trời ông ấy vừa cho một chút nắng nên là quang cảnh sẽ rất là đẹp nữa quý vị ạ. Đây quý vị có thể thấy đây. Tiếp theo phải nói là Phong rất là mê cái gốc này luôn. Đã đi rất nhiều, đã quay rất rất nhiều. Nhưng để có những tác phẩm như này Phong rất là choáng ngợp, rất là thực sự rất ấn tượng. Rất là trân trọng những cái tác phẩm này để mà được quay, Phong rất là trân trọng. Wow, quý dễ. Mặt nào cũng rất đẹp quý bạn. Cái cây nó rất toàn diện. Anh khai thác được những cái cây mà rất toàn diện, qua một trận mưa dễ nó phun ra, quý vị thấy thích chưa? Xanh rất khỏe nhá. Trận mưa phun. Anh rất là yêu cây nên là Phong có thể, quý vị có thể thấy là những cái vải để che này, quý vị có biết là những người người ta yêu cây, người ta cẩn thận chăm chút đến từng chi tiết như thế nào rồi. Thật sự đây là những tác phẩm mẫu mực mà người chơi cũng rất là mẫu mực. Rất chịu đầu tư cũng như rất chịu chăm sóc mới có được những tác phẩm như thế này quý vị ạ. Rất là cảm ơn anh rất rất nhiều. Tiếp theo nữa Phong sẽ lại giới thiệu với quý vị. Đây ở trên kia là có một bức tranh cũng rất đẹp. Ngôi nhà của anh thì cũng rất ấn tượng. Nói chung là đến đây thì Phong là thật sự choáng ngợp, rất ấn tượng với cách bố trí cũng như là đặt kê ở chỗ nào, thật sự là rất là hợp lý. Tiếp theo là một cây xanh nữa quý vị ơi. Cây này lộc nó đang ra rất đẹp nha quý vị nha. Tay tán bóng mượt. Nhà anh là bán đại lý phân bón thuốc trừ sâu có khác. Nên là cây cảnh của anh thì không 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 có sâu thế kỷ, quý vị cứ nhìn lên lá này rất đẹp luôn, tầng tầng lớp lớp. Anh rất là hiểu về nông nghiệp, đúng là thật là mẫu mực, rất đáng để học hỏi, rất 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 đáng học hỏi. Phong sẽ quay cái bệ. Hôm nay thì Phong mà thực sự là quá nhiều cây hấp dẫn nên là Phong không đi vào chi tiết từng cây để quý vị xem. Phong sẽ quay thành một cái video dài bởi vì là nó quá nhiều tác phẩm đẹp và hay có giá trị. Nên quý vị cố gắng đón xem hết video này thì quý vị sẽ thấy thực sự là rất là bổ ích cho những người mà yêu thích cây cảnh. Rất rất đẹp. Không quá nhiều cây nhưng mà cây nào cây đấy thì phải nói đã được chọn lọc rất là kỹ quý vị ạ, rất là kỹ luôn, rất tỉ mỉ. Wow, ánh nắng vào nhìn những cái tán cây rất là bắt mắt. Đấy, mình thấy cái bệ này à, mình đánh giá sao cái bệ này? Phong thì Phong thấy những cái bệ gốc nhà anh ấy, anh thực sự là đẹp, đẹp về tổng thể. Bệ nào bệ đấy là nhìn hình thù nó rất là kỳ quái, độ rà chung là rất là gai góc, cực kỳ là đẹp luôn. Có những cái bệ rất là liền, rất là đặc. Quá đẹp quý vị ạ. Không chỉ còn biết nói là quá tuyệt vời này. Tiếp theo Phong sẽ quay một số những cây mili. Đây là cây tùng mili. Tùng La Hán quý vị ạ. Dăm rất là đẹp. Không có vết sâu gì cả. Sâu ăn lá. Chậu này. Tiếp theo một tác phẩm mà bonsai này cũng rất là nghệ thuật nữa.
Phải nói tác phẩm này rất là nghệ thuật quý vị ạ. Này. Nó rất nhỏ thôi, được trong một cái chậu nhỏ thôi nhưng mà nhìn rất là quái kiệt. Wow, rất là thích. Ông rất là thích cái tác phẩm. Thì nữa Phong sẽ khả năng Phong sẽ chụp làm hình nền. Bởi vì cái tác phẩm này không thấy nó choáng ngợp với tác phẩm này quý vị ạ. Wow. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vừa rồi Linh Phong đã quay một vòng để trải nghiệm những cây xanh rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn ấy, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Khung viên nhà của anh cũng rất là đẹp luôn. Quay sơ sơ. Nay bầu trời rất trong xanh. Những kiệt tác quý vị ạ, phải nói là công viên rất là rộng nên là anh đã bày trí những cái chậu rất là to, rất là lớn và những cây kích cỡ hoành tráng, tạo nên một khuôn viên vô cùng bắt mắt. Và xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Hy vọng mà quý vị sẽ thích yêu thích video này, bởi vì video này Vong thấy rất là chất lượng với những cái kênh như thế này. Nếu quý vị thấy video này hay, hãy đăng ký ủng hộ Lưu Như Phong nhiều, thật nhiều, để Phong sẽ gửi đến quý vị các bạn những cái video mà thật bổ ích, thật đẹp về cây cảnh của làng Vũ Đại cũng như là các vùng miền của Việt Nam, để mọi người yêu cây được ngắm nhìn những tác phẩm để đời như thế này nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều.